bạn thân mến, nếu bạn chỉ cần quan tâm đến văn hóa, văn học Nga một chút thôi thì bạn sẽ nghe đến tên tác giả viện sĩ Nguyễn Huy Hoàng, một người rất nổi tiếng là chiếc cầu nối giữa hai nền văn hóa Nga và Việt. Ông nổi tiếng ở mái tóc bạc trắng chỉ sau một đêm sau nỗi đau Sochi. Nỗi đau ấy nó cũng nổi tiếng như tác giả vậy. Câu chuyện xa rồi, đã khép lại rồi. Nó giống như một viên sỏi dưới con suối thật trong. Giống như mối tình đầu, nó chỉ lắng xuống chứ không bao giờ tan. Tôi biết Nguyễn Huy Hoàng từ rất lâu, cũng đọc ông nhưng không đọc nhiều, chỉ biết ông là một nhà nghiên cứu. Nhưng tất cả những bài viết của ông mang tính hàn lâm. Và mãi tận năm ngoái 29 tháng 1 năm 2023, nhận lời mời của nhà văn dịch giả Giáp Văn Trung, chúng tôi gặp nhau tại Bắc Giang. Năm ngoái anh tặng cho tôi cuốn này, nó như biên niên sử những hồi ức về khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ngày hôm qua thì tôi được anh gọi điện mời đến dự buổi lễ ra sách Giữa những cơn dâu bể, tuyển tập truyện ký tập 2, Trông trời, trông đất, trông mây, thơ tuyển tập 1. Vâng, đây giống như là một cuộc tổng kết về cuộc đời nghiên cứu văn học, đặc biệt là cầu nối giữa nước Nga và nước Việt. Trong hai cuốn này thì có rất nhiều chương nó mang tính chất hàn lâm. Tôi sẽ cố gắng truyền tải những bài bình dân đến với bạn đọc. Tiếng Vọng xin gửi tới các bạn lời tựa của Nguyễn Huy Hoàng cho cuốn Giữa những cơn dâu bể, tuyển tập truyện ký tập 2. Gặp cơn bình địa ba đảo. Gặp cơn bình địa ba đảo là câu thứ 3065 của kiệt tác truyện Kiều nói về cảnh Kim Kiều tái ngộ. Hồi tưởng lại quãng thời gian 15 năm Kiều phải trải qua biết bao nhiêu khổ nạn. Câu bình địa ba đảo chuyển nghĩa sang tiếng Việt giống như một thành ngữ tương đương là đất bằng nổi sóng. Hơn một thập kỷ, xuyên suốt những năm cuối cùng của thế kỷ 20, được gọi là thời kỳ hậu Xô Viết và gần 1/4 thế kỷ 21, ở thủ đô Moscow, tôi đã sống và cũng phải đối mặt thường xuyên với những cơn ba đảo dữ dội khó lường của xã hội Nga. Vắt qua 2 thế kỷ, trải qua 2 thể chế, tôi được chứng kiến bao cảnh thương hải tang điền diễn ra trên đất nước Nga, nơi tôi hằng yêu mến, nơi tôi gắn bó với chuyên môn văn học suốt cuộc đời. Tôi có mặt ở thủ đô Moscow trước và sau khi nước Nga rơi vào cảnh hỗn loạn, bất an, vô pháp, đang mất phương hướng, bế tắc và người lao động bị bần cùng hóa từng ngày trước thảm họa Liên Xô tan vỡ. Tôi đã gặp những người Nga hiền lành, nhân hậu, gặp những người dân Nga quẫn bách, bần cùng và bất lực khi họ mất vị thế chủ nhân của một cường quốc rộng lớn nhất nhân loại. Tôi đã được học những bậc thầy đáng kính ở trường Đại học Tổng hợp Moscow, đã có những bạn đồng môn, những đồng nghiệp chân tình ngay trong công việc và cuộc sống thường ngày. Tôi đã được gặp gỡ những yếu nhân, danh nhân, những người Nga nổi tiếng mà trước đây tôi không dám nghĩ đến, ngay cả trong mơ. Tôi đã đi rất nhiều miền đất của nước Nga, được tận mắt nhìn ngắm vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, thấu hiểu một cách sâu sắc tâm hồn Nga, tính cách Nga qua những tác phẩm văn học nghệ thuật. Và tôi đặt niềm tin vào tương lai tươi sáng về sự hùng cường của nước Nga vĩ đại, gửi gắm tình yêu sâu nặng vào một cường quốc văn hóa và nhà văn Pautovsky đã khẳng định là trên thế gian này không một nơi nào sánh nổi. Tôi đã được sống trong lòng cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga, một xã hội Việt Nam thu nhỏ và kết quả của mối tình hữu nghị Việt-Nga trong suốt hơn 35 năm qua. Tôi cùng gắn bó, sẻ chia, đồng cam cộng khổ với những người Việt kiếm sống ở xứ người. Mỗi một người Việt trong hành trang của mình đến với băng tuyết mưu sinh đều mang theo những giá trị tinh hoa tốt đẹp của dân tộc. Trong suốt nhiều năm qua, có những người Việt đã rất thành đạt bằng lao động, trí tuệ và nghị lực của mình, có quyền ngẩng cao đầu trong cuộc hội nhập với xã hội Nga, nhưng cũng có rất nhiều số phận vẫn ba chìm bảy nổi, không vượt qua được ngọn sóng trầm luân trong kiếp tha hướng. Những tác phẩm truyện ký của tôi viết về những con người và thời gian rông bão đó. Tôi chọn tuyển tập văn xuôi là Giữa Những Cơn Dâu Bể, nhưng muốn nói lên rằng tập truyện của tôi là mảng hiện thực về cảnh vật đổi sao rời của nước Nga sau khi Liên Xô sụp đổ, và tác giả là một chứng nhân, là người trong cuộc. Tôi tin rằng những ai đã từng sống và làm việc, thậm chí là đi qua nước Nga vào những năm tháng đầy bất trắc đó, đọc những trang viết này sẽ hình dung lại được một thời dữ dội đã đi qua, sẽ bắt gặp đâu đó cuốn sách này bóng dáng của mình hay những người từng quen biết. Hình ảnh xám xịt thời lý loạn 30 năm trước ở nước Nga đã lùi vào dĩ vãng. Thay vào đó là hình ảnh đất nước Nga ngày nay mạnh mẽ, cường thịnh, có một vị thế và tầm vóc mới. Tập truyện ký của tôi dường như là một sự đối chiếu giữa hai thời kỳ, để bạn đọc thấy tin tưởng hơn vào tương lai của nước Nga. Sau bao nhiêu mùa băng tuyết, đã trải qua những chặng đường rất dài đầy nghiệt ngã đắng cay của một đời người, giờ đây dường như những thử thách vẫn còn phía trước, và tôi vẫn phải làm những cuộc ra đi gánh trên vai cây thánh giá của số phận mình. Tôi đã vượt qua cuộc khổ nạn tích lịch trình, vượt qua con đường đau khổ bằng sự băng bó của thời gian, bằng phương thuốc chịu đựng âm thầm và bằng niềm tin đau đớn. Lật từng trang sách, như thể ngoái đầu nhìn lại, tôi có ý nghĩ rằng mấy chục năm qua mình đã ra khơi trên một chiếc thuyền nan mỏng mảnh, vượt qua bao sóng cả, đến lúc này thấy bãi biển nương dâu vẫn chưa tin là đến được bến bờ. Tôi mượn nỗi đau đáu của nàng Kiều để nói lên tâm sự của mình khi trở lại cố hương. Hơi tàn được thấy gốc phần là may. Chuyện Kiều, câu thứ 2588. Moscow, tháng 3 năm 2024. Nguyễn Huy Hoàng.